Gì? Nước chảy thì trong chưa xong đâu. Đấy. Phải có bọt mới lên mới có cá. Chào bà con, hiện tại cuộc sống miền Tây đang ở Sẹo Mát ở Đồng Tháp. Bà con đi theo cái đội cào cào của anh Bảy. Anh Bảy ở Long Phước. Nhìn chung bốn con cào cào của anh Bảy này có đặc biệt đó là toàn là máy xe ba máy không của Giang Ma. Và chạy cái chạy chạy cái hộp số là K900 không á anh? Toàn 900 không ạ? Này 700 hả? À, 700 mà con. Nhìn chung á, thường cuộc sống miền Tây có dịp mà giới thiệu bà con chủ yếu đó là những con Vikino hay là cái đầu cái Cupata. Nhưng hôm nay thì toàn là máy xe ba máy không. Chút nữa ra đồng mà xem. Chút nữa ra đồng. Rồi ra đồng không làm mấy ông này không chạy. Những video trước cục sếp mình tay giới thiệu bà con là cái con cao nguyên bộ chọn bộ như thế này là 40 triệu nè bà con. Đây chỗ anh Bảy những video trước đó bà con, đây chọn bộ như thế này, còn cái nắp hầm nữa. Nắp hầm anh Hải anh đem tới. Cái nắp này là dạy bà con tối ngày luôn á, không biết mệt á. Cái này cái nắp này anh Bảy có thể thiết kế qua vụ cà phê đèn mờ cũng được, hay là cái quán bia cũng được anh Bảy, hai cái đó lắp lại thành cái. Rồi anh Bảy qua cua nè bà con. Anh giới thiệu là bà con nghe tiếng máy thử bà con. Nhìn chung đây là nói tóm lại là cái con cào cào đất nè, cào cào chúa của đội anh Bảy ở Long Phước đó bà con, cào cào chúa. Nói này nhé, đi tháng thu nhập mình trung bình là khoảng nhiêu anh Bảy? Nếu mà chịu cực khổ hàng tháng trung bình kiếm vài chục không? Một xuyên suốt hết. Ừ. Bỏ chi phí ra giờ xăng dầu nhớ cổ này kia nó ăn uống là tháng cũng kiếm nha. Thì ngày quân bệnh ngàn triệu đó. Ngàn triệu. Ừ. Bỏ hết là cơm nước có phải không? Tiền cơm, tiền nước, tiền cơm, dầu. Cơm nước ra mình bỏ hết là cơm nước. Là hao trừ máy móc luôn. Máy móc thì hao trừ hao lúc đó mình chạy cũng chịu hao rồi đó. Ừ. Máy này nếu mà chạy trung bình ngày 40 công á. Nhưng mà có người nói máy này nó ăn dầu nhiều hơn mấy thằng Vikino hay Cupata qua. Thấy ăn nhiều hơn. Đúng rồi. Tại nó tại vì thằng này ba thằng làm việc, còn kia có một thằng. À. Nhưng mà nó mạnh hơn. Thằng này nó chạy lẻ hơn kia. À. Đúng như số lượng kia 30, này được 40 hoặc 50. À. Là cái năng suất nó phải cao hơn thằng kia một chút. Đó. Hồi nãy em có phát hiện một cái điều đó là bây giờ chạy thí dụ như lắp như thế này mà chạy vô mấy cái đường nhỏ sao thấy tốc độ nó nhanh quá. Lẹ lắm à. Đi nếu từ từ mà từ đây mà lên tới khu quốc hồ đi 2 tiếng hồ đó là tới rồi. Lẹ lắm, này chơi lẹ lắm.
Tại mình trong đường này mình chạy vậy với ra lần quốc lộ chạy nè. À. Đó, đây cái đầm một cực kỳ xấu luôn bà con ơi. Nhịp nó mới sướng rồi. Cái này ví dụ như mình về hưu đâu, cái mình làm đây bốn cái ghế ngồi xung quanh mình giữa đâu, cái bàn nhậu đâu, có mình chở chạy mình làm bốn cái bàn ghế ngồi đây, ở giữa này mình hàng lên đây, cái hai cây mình làm hai miếng gạch ngồi đây nhậu phải không, vừa nhậu vừa nghe máy chạy luôn, về hưu là sống kiểu đó cho nó vui luôn á. Không, cái này dịch vụ ăn nhậu chạy vòng vòng quất cuốc đó. Chạy đi đâu có dịch vụ luôn không. Đây là cái đồ đề của anh nè bà con. Này em làm cho mấy anh này, sau này mấy anh về già mấy anh còn ở trên đó có hoài được cái đó, là lưu trữ cho mình sau này con cháu mình muốn coi lại về hưu. Thấy ông nội ông ngoại không? Ông nội nè, ông nội nè, lúc đó ông nội quá đẹp trai luôn đó. Bây giờ ông nội ăn mần đi nữa ông mới gặp cháu nội. Ông này lưu trữ giúp giùm cho anh nữa đó. Lỡ mà mấy chị ở nhà mà có nói anh đi nhậu vậy, không có, nãy cái chú kia phát trực tiếp tôi đang ở xỉu mát nè đàng hoàng mà. Ừ, là chắc cứu nhất rồi. Nó mở ra đây đó, tôi đang ở đây mà tôi đâu có nhậu luôn đó, đó thấy không. Nhà có làm là ruộng thêm không bà nãy? Nhà có làm 6 công. Rồi thằng nhỏ rồi anh nuôi hả? Đi theo vợ rồi. Bà chị đi làm phố hả? Đi mà vợ hai chồng cự rồi đi, nó đi theo luôn rồi, con đi theo rồi. Cự dạng mình như lâu lâu mình lại mình xài lại làm cho cái mới không? Dạng chú ít xài, chú để dành phải không?
Thầy quậy cái mòn ha. Thầy quậy nó cũ, giờ mình để lâu lâu mình xài. Anh vậy chiều nay anh về anh phải lấy cái khúc sắt thì anh vẽ thằng lính trong súng trên đùi chứ thôi bên trong trái mình đợi. Giãn gân luôn, giãn luôn chứ đừng có tưởng. Đu ký hay dàn trang này đu ký. Dàn cả trăm ký á. Ừ, đu ký. 7 mấy ký. Còn đâu vậy không à, chứ đâu có làm đồng ống. Đây bà con đang xem đó là đây nó tóm lại là giống như con cầu cầu chúa của đội ở Long Phước bà con, của anh Bảy, cầu cầu chúa. Đây là anh Bảy cũng tay thợ cơ khí, đồng thời cũng gánh gánh này cũng làm máy móc, bà con nào cũng nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với anh. Có đặt hàng thì liên hệ. Đây nè, nguyên bộ như nào bà con. Nguyên bộ như thế này. Đó, nè. Rồi. Là 40 triệu bà con. Thì bà con có thể những video sau bà con sẽ thấy anh chạy như thế nào thì để bà con đánh giá, đồng thời ví dụ bà con nào có nhu cầu á thì cứ liên hệ đặt trực tiếp chánh á. Rồi, cảm ơn bà con xem video này. Bà con nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp.